Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây mà các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 6 tháng 7 năm 2022 và theo âm lịch hôm nay là ngày 8 tháng 6 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Canh Thân, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành niên mệnh, thạch lưu mộc ngày canh thân tức can chi tương đồng thuộc kim và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, thạch lưu mộc kỵ tuổi giáp dần mậu dần ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi canh ngọ mậu thân bính thìn thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày thân lục hợp với tỵ, tam hợp với tý và thìn, thành thủy cục, xung với dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Nhâm Dần, Mậu Dần, Giáp Tý, Giáp Ngọ, tuổi xung trong tháng, tuổi Kỷ Sửu, Tân Sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày, sao tốt trong ngày gồm có sao Thiên Quan, tốt mọi việc, sao Nguyệt Không, tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao U Vi Tinh, tốt mọi việc, sao Tuế Hợp tốt mọi việc, sao Ích Hậu tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, và ngày hôm nay là ngày trực tinh đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao kiếp sát, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sao hoang vu xấu mọi việc, sao địa tặc xấu đối với khởi tạo, an táng, khởi công, động thổ, xuất hành, sao ngũ quỷ xấu mọi việc. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng tây bắc, tài thần hướng tây nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 6 tháng 7 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 6 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân Tý Thìn phù trợ. Điều này sẽ nhắc nhở những bạn độc thân, bạn nên dành cơ hội cho những người thực lòng đến với mình. Và bạn cứ từ chối hết người này tới người kia không hẳn đã là điều tốt, và ngày hôm nay cũng là cơ hội cho các cặp đôi hàn gắn chuyện tình cảm của mình nữa nhé. Với bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, bạn đang say sưa trong các cách để kiếm tiền khi mà bạn đang có được chính tài mang tới. Thế nhưng đến khi thực hành chúng lại gặp không ít phải những khó khăn, trở ngại. Và với bạn tuổi Tý, bạn cũng đừng có nản lòng, đúng là khoảng cách từ lý thuyết tới thực hành còn rất xa, nhưng phần thưởng sẽ rất xứng đáng cho những người kiên trì và không ngừng nỗ lực nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này cũng cho thấy đây là ngày mà bạn tuổi Tý nên quan tâm tới nhiều người xung quanh hơn là chính bản thân mình. Bạn đừng quên rằng việc quan tâm cho bản thân mình cũng vô cùng là quan trọng, vì vậy bạn cũng đừng có bỏ lỡ điều đó nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, đừng quá tự tin, khi đó bạn có xu hướng chủ quan hơn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy,
công việc được hanh thông nhờ có người giúp sức. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, tình cảm đôi lứa có được sự hài hòa, hạnh phúc đong đầy. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, đôi khi bạn cần chút yên tĩnh để hiểu rõ lòng mình. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, hãy tập trung phát huy khả năng kiếm tiền của bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 67, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày mùng 6 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kiếp tài giáng họa, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn tài lộc của bạn trong ngày hôm nay. Và bạn tuổi Sửu, bạn bỏ nhiều công sức nhưng tiền bạc chẳng thu lại được là bao nhiêu, thậm chí còn phải bỏ ra cả khoản tiền tiết kiệm để bù vào lỗ. Và có lẽ với bạn tuổi Sửu nên tính toán lại xem con đường mình lựa chọn, con đường mình đang đi có thực sự là phù hợp với bản thân mình hay là không. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu, việc chi tiêu, mua sắm quá đà cũng không thể xem nhẹ được. Và thời gian gần đây, dường như bạn đang bị mất kiểm soát về khả năng quản lý về tài chính của mình, cho nên dễ dẫn đến hao hụt về tài chính. Bạn hãy mua sắm những món đồ thực sự cần thiết mà thôi. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, như vớt vát lại chút ánh sáng cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay. Nhờ chuyện tình cảm của bạn vẫn tiến triển hết sức là êm đềm, hai vợ chồng luôn tin tưởng và chia sẻ với nhau mọi vấn đề trong cuộc sống. Nhờ vậy mà gia đình luôn có được sự hòa thuận và êm ấm. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, bỏ nhiều công sức nhưng tiền bạc lại chẳng thu lại được là bao nhiêu. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, tài lộc có điểm báo thất thoát, hao tài tốn của. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, nên xác định lại con đường mình đã lựa chọn xem có thực sự phù hợp với bản thân hay là không. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, cần quản lý về tài chính, chi tiêu mua sắm khoa học hơn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, tình cảm êm đềm, gia đình hạnh phúc. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 63, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày mùng 6 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Điều này sẽ làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay không được như ý muốn. Với bạn tuổi Dần, rất dễ xảy ra tranh cãi với những người đồng nghiệp, bạn bè, thậm chí là cấp trên. Vì thế, bạn cần phải giữ cho mình sự bình tĩnh, tỉnh táo cần thiết khi có sự tương tác với mọi người. Hơn nữa, với bạn tuổi Dần, bạn cũng phải cần biết nô đùa đúng chỗ, đúng hoàn cảnh nữa bạn tuổi Dần nhé. Và ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần, dù thực hiện việc mà bạn tuổi Dần từ trước tới nay rất tự tin, nhưng trong ngày do thiên quan chiếu mệnh, điều này cho thấy mọi thứ đều dường như không thực sự rõ ràng. Bản năng mách bảo với bạn tuổi Dần nên thận trọng, vậy thì hãy lắng nghe, đừng có vội vàng rồi lại hối tiếc vì những quyết định của bản thân mình nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này cũng cho thấy về phương diện sức khỏe của bạn đang gặp phải vấn đề. Bạn cần phải ăn thêm nhiều rau xanh, trái cây để bổ sung vitamin cho cơ thể. Hãy cố gắng suy nghĩ tích cực và dành nhiều thời gian, chất lượng cho gia đình. Điều này có thể sẽ giúp cho bạn trẻ hóa cuộc sống của mình nữa nhé.
Về câu quýt cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, suy nghĩ bi quan, tiêu cực khi vướng phải những khó khăn. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, tránh việc nghĩ ngợi về những thứ không có thật. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, nóng vội, dễ đưa ra quyết định sai lầm. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình có sự xa cách. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, hãy lạc quan dù bạn đang vật lộn với những khó khăn. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 23, số 69, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ tư ngày mùng 6 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính quan độ mệnh. Điều này sẽ giúp cho công việc của bạn trong ngày hôm nay trở nên khởi sắc một cách rõ rệt. Với bạn tuổi Mão, bạn trở nên chủ động hơn, không cần bất cứ ai thúc giục cũng như là tự mình bắt tay vào giải quyết những công việc và cả những vấn đề đang còn tồn đọng bấy lâu nay. Bạn tuổi Mão thậm chí còn chỉ dẫn cho đồng nghiệp những cách làm rút ngắn được thời gian nhanh nhất nữa. Và với bạn tuổi Mão trong ngày này, có thể không phải là một nhà lãnh đạo hoàn hảo, nhưng với bạn biết cách để cho mọi người lắng nghe mình, cũng như là có thể chứng minh được ý kiến của bản thân mình là đúng đắn. Chính vì thế, với bạn sẽ trở thành một người chỉ huy đáng tin cậy trong công việc nữa. Và điều này cũng sẽ giúp cho bạn có được nguồn thu nhập tốt đẹp trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Điều này làm cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn với những người trong gia đình lại không quá hòa hợp cho lắm. Có lẽ như đôi bên cần phải dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn là cứ ai làm việc nấy như bây giờ. Có như vậy thì mối quan hệ mọi người sẽ càng lúc càng gần nhau hơn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, công việc có phần khởi sắc rõ rệt nên chủ động để bắt tay vào làm việc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, giải quyết được những vấn đề đang còn tồn đọng bấy lâu. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, biết cách để cho mọi người lắng nghe bằng những ý kiến hay của mình. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, trở thành người đáng tin cậy trong mắt bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, mối quan hệ với người nhà càng ngày càng xa cách. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 33, số 82, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ tư ngày mùng 6 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn phù trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn có được một ngày với nhiều niềm vui trong đời sống tình cảm của mình. Và bạn tuổi Thìn, đối với những người đang còn độc thân, sẽ có được cơ hội hẹn hò với những người khác giới như ý. Những cặp đôi trong lúc này cũng có nhiều thời gian hơn để ở bên nhau để cải thiện tình yêu mà mình đang có. Trong ngày thứ tư này, đối với những người đang làm ăn, kinh doanh, buôn bán thì rất có thể sẽ gặp được đối tác tiềm năng, khách hàng đáng tin cậy, có thể yêu cầu hỗ trợ về tài chính hoặc là bạn sẽ phải chi một khoản cho việc di chuyển liên quan tới công việc của mình trong ngày. Trong ngày này với bạn tuổi Thìn, bạn lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Điều này nhắc nhở bạn đừng có vướng tới những vấn đề liên quan tới tiền bạc, còn vấn đề khó khăn trong công việc, đôi khi bạn phải chấp nhận đối mặt với thực tế nữa nhé. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn, bạn lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này khuyến khích bạn nên bước ra khỏi những giới hạn của bản thân mình. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là phải đánh đổi bằng sức khỏe. Với bạn tuổi Thìn vẫn có thể làm việc nhiều hơn nhưng phải khoa học để vẫn có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc cho bản thân mình nữa nhé.
Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, hãy trang bị thêm những kiến thức mới cho bản thân. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, bạn đang xây dựng thêm những niềm tin mới tốt đẹp hơn. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, bạn càng ngày càng trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, lưu tâm tuân theo những quy định chung của tập thể. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, đừng có bắt người khác nghe theo ý kiến của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 35, số 76, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ tư ngày mùng 6 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Điều này khiến cho bạn đang có sự hình hại vô ơn và làm cho bạn bất ngờ về cách hành xử của một người thân quen nào đó. Với bạn tuổi Tỵ nên bình tĩnh để lắng nghe, chứ có vội phán xét. Bạn nên hiểu ra rằng chân tướng của sự việc, hiểu đúng về con người của họa hơn nữa nhé. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ, sự sáng tạo và trí tưởng tượng của bạn cùng với thiên ấn chiếu mệnh sẽ giúp cho bạn đi xa, đi nhanh hơn. Hơn nữa, với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng là người rất giỏi kiếm tiền. Vì vậy, bạn hãy coi đây như là cơ hội để cho bạn bày tỏ bản thân, thu hút được sự chú ý và tài lộc về cho mình nữa nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này cũng sẽ khiến cho những kế hoạch mà bạn đưa ra trong thời gian tới, bạn đang cảm thấy bị xáo trộn và lung lay. Bạn cũng đừng có lo lắng, cảm xúc này sẽ sớm qua đi và nhường cho bạn một tâm trí tích cực và vui vẻ hơn rất nhiều nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, đây không phải là lúc cho những việc mạo hiểm của bạn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, đừng có xem bất cứ chuyện gì cũng là đương nhiên. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, cần phải chú ý đến đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, tránh nói ra những điều không đáng nói. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, về tình hình tài chính có những bước chuyển biến rõ rệt. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 73, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ tư ngày mùng 6 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ đòi hỏi bạn cần phải học cách linh hoạt hơn trong ứng xử và nắm bắt thời cơ cũng như là lựa chọn thời điểm sao cho phù hợp. Đây là lúc mà với bạn tuổi Ngọ cũng cần phải thả lỏng và thư giãn, suy nghĩ mọi việc một cách tích cực hơn. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ, nếu như bạn đang tìm kiếm một công việc mới, bạn có thể sẽ nhận được những phản hồi tích cực trong ngày. Và nếu như bạn tham gia tìm hiểu, học hỏi một kỹ năng mới, đây cũng là lúc bạn nhận được những kết quả rất tốt. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ, bạn cũng nên cố gắng tránh việc tham gia vào các cuộc trao đổi, thảo luận không cần thiết, có thể sẽ gây ra sự căng thẳng trong mối quan hệ với một người nào đó. Và ai cũng có cái lý của họ, và bạn tuổi Ngọ, bạn không nên vội khẳng định mình đúng, người ta sai bạn tuổi Ngọ nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, cần phải dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới con cái của mình. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, nên lập ra kế hoạch và mục tiêu phấn đấu rõ ràng. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, hãy sống chân thật, thật lòng với mình, bạn chẳng thể mãi diễn đạt được đâu. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, sự chủ động giúp bạn khi kiểm soát được cuộc sống tốt hơn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao,
con số may mắn số 15, số 82, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi, thứ tư, ngày mùng 6 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, điều này nhắc bạn tuổi Mùi thay vì cứ thao thao bất tuyệt, tại sao bạn không im lặng và lắng nghe với những thông điệp giá trị mà bạn nhận được trong ngày hôm nay sẽ giúp cho bạn thấu hiểu và ý nghĩa việc lắng nghe, tôn trọng quan điểm, suy nghĩ của người khác là như thế nào. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thổ vượng, điều này sẽ hỗ trợ cho tình hình tài chính của bạn sớm được giải quyết một cách ổn thỏa. Với những ai dỗi làm ăn thì có thể sẽ nhân cơ hội này để tìm cách gia tăng về lợi nhuận cho mình. Hãy tận dụng tốt thời cơ mà mình đang có bạn tuổi Mùi nhé. Xem tử vi cũng cho thấy là theo hại thượng lãn ông, hôm nay là ngày mùng 8 âm lịch, nhân thần ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Vì vậy với bạn tuổi Mùi nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này. Và ngày này, xem tử vi cũng cho thấy nếu như bạn tuổi Mùi cần xuất hành đi xa thì bạn nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng Tây Nam. Đây là hai hướng giúp cho bạn có được nhiều may mắn và thuận lợi hơn. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim tiếp xúc với nhiều mối làm ăn hứa hẹn, tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy duy trì và mở rộng các mối quan hệ xã giao, tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa tài chính dư giá, không lo chuyện thiếu tiền tiêu, tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ thực hiện những công việc đã lên kế hoạch từ trước, tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc giữ vững quan điểm đúng đắn của bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 30, số 81, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân, thứ tư, ngày mùng 6 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, điều này sẽ hứa hẹn cho bạn có được một ngày đón nhận nhiều tin vui bất ngờ và thú vị. Có thể nhờ đó mà bạn tuổi Thân sẽ duy trì được tâm lý thoải mái và lạc quan suốt cả ngày. Và ngày này với bạn tuổi Thân, nếu như có được lời mời đi ăn uống, tụ tập cùng mọi người thì cũng đừng có từ chối, hãy nhận lời vì đó là cuộc vui, xả hơi sau một thời gian làm việc kéo dài, mệt mỏi và áp lực của bạn nhé. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân, con đường tài lộc của bạn cũng đang rất rộng mở, việc kinh doanh, buôn bán được thuận lợi, hàng hóa bán đắt như tôm tươi, bán mạnh nhìn rõ xu hướng của thị trường và có những bước đi táo bạo, nhờ thế mà tiền bạc đổ về túi ào ào nữa nhé. Cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Thân trong ngày hôm nay cũng đang có báo hiệu, không có điều gì đáng phải lo ngại. Người độc thân dần cảm nhận được niềm vui trở lại, các mối quan hệ mới có thể sẽ khiến cho bạn trở nên lạc quan, tích cực hơn và biết đâu đấy với bạn tuổi Thân sẽ tìm lại được tình yêu đã mất của mình thì sao? Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy có được cơ hội nghỉ ngơi thư giãn sau những ngày làm việc vất vả, mệt nhọc. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa tâm lý thoải mái nhờ những niềm vui bất ngờ trong ngày. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ con đường tài lộc rộng mở, kinh doanh buôn bán thuận lợi. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc biết nắm bắt xu hướng của thị trường và có bước đi phù hợp. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim tình cảm êm đềm, các mối quan hệ được tốt đẹp. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 28, số 93, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu da cam, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Dậu, thứ tư, ngày mùng 6 tháng 7 năm 2022.
Với bạn Tuổi Dậu bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thương quan giáng họa. Điều này sẽ khiến cho bạn có thể sẽ vấp phải nhiều chuyện đau đầu trong sự nghiệp, đặc biệt là những mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp khiến cho bạn không biết xử lý ra làm sao. Thậm chí đôi bên có khi cần phải có sự ra mặt của cấp trên thì mới dàn xếp được ổn thỏa nữa. Và ngày thứ tư này với bạn Tuổi Dậu, trong lúc hoang mang như thế này, với bạn hãy lắng nghe lời khuyên từ những người lớn tuổi hoặc là những người có nhiều kinh nghiệm đi trước. Và trong mọi trường hợp, với bạn Tuổi Dậu, bạn hãy nhớ là luôn giữ đúng chừng mực. Điều mà mọi người nhớ đến bạn nhiều nhất đó chính là tính cách và con người của bạn. Vì thế, trong mọi tình huống xấu, vẫn phải luôn cư xử sao cho phải phép bạn Tuổi Dậu nhé. Ngày thứ tư này, bạn Tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, và đây là điểm sáng của bạn trong ngày hôm nay, nằm ở mối quan hệ về tình cảm với người nhà. Với bạn Tuổi Dậu có thể chia sẻ những khó khăn hay là suy nghĩ của mình với nửa kia, và nửa kia sẽ luôn cùng bạn tìm ra những hướng khắc phục hiệu quả các vấn đề mà bạn đang gặp phải nữa nhé. Về câu quyết cho bạn Tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, mâu thuẫn gay gắt với bạn bè, đồng nghiệp khiến cho công việc trì trệ. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, công việc gặp nhiều chuyện đau đầu, mất thời gian tìm cách giải quyết. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, nên giữ đúng chừng mực, cư xử phải phép trong mọi trường hợp. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, có thể hỏi ý kiến của những người lớn tuổi hoặc là người có nhiều kinh nghiệm. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, mối quan hệ gia đình có được sự hài hòa, luôn quan tâm và sẻ chia với nhau. Và đánh giá của bạn Tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 34, số 56, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất thứ tư ngày mùng 6 tháng 7 năm 2022. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho thấy tam hội trợ giúp, điều này sẽ giúp cho bạn có được sự khởi động khá chậm rãi, cho bạn cơ hội bước từng bước chậm mà thôi và tận hưởng những phút thư giãn bên bạn bè, người thân, đặc biệt là một người bạn cũ nào đó. Vì vậy với bạn tuổi Tuất, bạn hãy tận hưởng những phút giây này và đừng có nghĩ ngợi quá nhiều nhé. Ngày thứ tư này, sự tự tin của bạn thật là đáng ngưỡng mộ và giúp cho bạn tuổi Tuất có được sự chú ý. Nhưng với bạn cũng đừng vì thế mà làm khó mình trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp ngày có tỵ kim tác động. Và đôi khi với bạn tuổi Tuất, bạn cũng cần phải lên tiếng đề nghị sự giúp đỡ nếu như bạn cảm thấy mình đang dần rơi vào thế bế tắc. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ giúp cho bạn mệnh có được nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi. Và cho dù lúc này cuộc sống của bạn có đang chậm lại, nhưng quả thật là rất quý giá để cho bạn có thể đánh giá lại năng lực của bản thân mình, từ đó tìm ra hướng đi tốt hơn cho tương lai của mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, hãy trân trọng niềm vui mà mình đang có. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, hãy phát huy ưu điểm thông minh nhanh nhẹ của mình. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, cuộc sống của bạn đã bắt đầu nhẹ nhàng hơn. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, với những khó khăn hiện tại cũng chỉ là tạm thời. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, hãy tối đa hóa những lợi thế mà bản thân bạn đang có. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 20, số 56, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ tư ngày mùng 6 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Dần Thân Tỵ Hợi. Điều này sẽ tác động tiêu cực lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay. Vì vậy với bạn tuổi Hợi, bạn cần phải thận trọng hơn. Có rất nhiều sự việc khó lường đang diễn ra. Với bạn tuổi Hợi, bạn phải biết giữ được sự bình tĩnh và tin rằng dù có chuyện gì xảy ra thì bạn cũng có thể tìm ra cách xử lý được, và đừng có lo lắng thái quá nhé.
Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi á, may mắn là bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài hỗ trợ cho bạn, cho nên với bạn có thể duy trì được những kế hoạch tích lũy về tiền bạc mà bạn đang có. Thậm chí là nếu có khó khăn với bạn sẽ có người hỗ trợ cho bạn. Thế nhưng chính bạn cũng phải là người tự trang bị thêm những kiến thức về tài chính để tự mình có thể gia tăng thu nhập cho mình trong tương lai nữa. Ngày này, bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này sẽ mang lại cho bạn có được sức khỏe dồi dào để cho bạn bạch tiếp tục thiêu đủ những giấc mơ, mục tiêu của mình. Có được điều này sẽ có thể là nhờ vào cả sức mạnh và ý chí của bạn nữa. Vì vậy, bạn tuổi Hợi cần phải cố gắng ăn uống đều đặn và đừng ngại vận động thường xuyên để cho cơ thể của mình ngày càng được khỏe mạnh, dẻo dai hơn. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, bạn không phải lo lắng về vấn đề tài chính. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, lời khuyên của những người khác rất có giá trị đối với bạn trong lúc này. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, tránh nói năng thiếu suy nghĩ trong lúc bốc đồng. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, có những việc giúp cho bạn nhìn ra con người thật của họ. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, làm việc gì cũng phải từ tốn, không được nóng vội. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 64, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.